Cặp đôi mới cưới và cô bạn thân trên bề ngoại có vẻ tươi tắn và vui vẻ, nhưng bên dưới lại ẩn chứa nhiều âm mưu. Khi cô dâu vẫn đang ở ngoài tiếp đón khách, chú rể đã vào phòng hẹn hò riêng với cô bạn thân. Người đàn ông tự tin mình có thể ăn ở hai chỗ, nhưng cô bạn thân lại muốn thay thế cô dâu. Cô tặng cô dâu một món quà bất ngờ, đó là một chiếc thẻ phòng khách sạn. Cô dâu đi đến mà không ngờ rằng sự bất ngờ đã biến thành sự hoảng sợ. Người đàn ông hoảng loạn trước sự xuất hiện của cô dâu, còn cô dâu thì bị sốc trước cảnh tượng chú rể và cô bạn thân mọi chuyện dường như đều nằm trong dự đoán của cô nàng âm mưu nhưng việc chỉ dừng lại ở đây là chưa đủ muốn làm to hơn cô bạn thân không quên khoe chiếc nhẫn cưới của cô dâu điều này đã thành công khiến cô dâu tức giận cô dâu tức tối đánh cô bạn thân và trong lúc cả hai cãi nhau người đàn ông bản năng kéo tay cô dâu nhưng cô bạn thân nắm bắt được cơ hội để thăng chức cô gái hy vọng người đàn ông không làm điều gì ngớ ngẩn nhưng tình hình rõ ràng không còn kiểm soát được rõ ràng người đàn ông không thật sự yêu cô dâu của mình anh ấy trở thành hôn phu của cô ấy là bởi vì cô ấy là chủ tịch của tập đoàn Lâm Thị trên toàn quốc. Không một người phụ nữ nào có thể tưởng tượng được, vào ngày cưới lớn này, mình lại bị sự phản bội kép từ hôn phu và bản thân. Gần đây, chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Nghiên, đã gặp một tai nạn rơi từ tòa nhà. Nghe đồn, Lâm Nghiên và hôn phu của mình, Mã Thành Tuấn, đã gặp sự cố khi chụp ảnh tự sướng trên mái nhà trong ngày cưới. Lâm Nghiên có thể sẽ hôn mê vĩnh viễn do chấn thương não. Tập đoàn Lâm Thị hiện tại do hôn phu của cô, cựu CEO Mã Thành Tuấn quản lý toàn bộ mã thành tuấn tự nhiên trở thành chủ tịch còn cô gái tinh quái trở thành trợ lý đặc biệt của chủ tịch hai người sống mở lời trong nhà của lâm nghiên và tiêu tiền của cô nhưng họ vẫn thường xuyên đến phòng bệnh để chọc tức cô trái tim của cô ta đã biến đổi một cách biến thái cô ta đã mời cô ba của mình đến bề ngoài là để chăm sóc lâm nghiên nhưng thực chất là để tra tấn cô biết rằng giọt nước sẽ làm cơ thể không chịu nổi cô ba của cô cố tình tăng tốc độ giọt nước hàng ngày đổi cách tra tấn người khác không phải là đánh thì là mắng Trái tim của cô ba giống như trái tim của cô gái tinh quái, sâu xa đến tận xương. Là một người thuộc tầng lớp thấp kém, giờ đây có thể bắt nạt lên đầu chủ tịch tập đoàn, lòng cô có được sự hứng thú lớn. Nhưng chính sự tàn bạo và ngược đãi của họ đã làm cho Lâm Nghiên, người đang trong tình trạng hôn mê, cả về thể xác và tinh thần liên tục bị kích thích. Cô dần dần có ý thức, nhưng cô gái tinh quái không hài lòng với mọi thứ này, trở thành bà chủ tịch Mã mới là mục tiêu của cô. Miễn là Lâm Nghiên còn sống, cô ấy sẽ không thể thực hiện được ước mơ này. Vì vậy cô quyết định biến Lâm Nghiên thành một bóng ma. Từ hôm nay, tôi không muốn nghe thêm bất kỳ tin tức gì về Lâm Nghiên nữa, anh biết phải làm gì chứ? Biết rồi. Lâm Nghiên, người đang nằm trong bệnh viện, không hề biết rằng, lúc này, một cuộc khủng hoảng đang từng bước tiến lại gần cô. Hôn phu đã lợi dụng cơ hội để chuyển đi một lượng lớn tài sản. Và hôm nay chính là ngày Mã Thành Tuấn chuyển đi phần còn lại của tài sản. Khi anh ấy đang chuẩn bị công bố việc hợp tác giữa tập đoàn Lâm Thị và Đằng Phi, bất ngờ có người xông vào buổi họp báo. Đúng vậy, Lâm Nghiên đã trở lại, cảnh tượng bất ngờ này khiến mã thành tuấn và ôn lệ lệ hoảng hốt ba người đối diện nhau nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu mã thành tuấn và ôn lệ lệ ngay lập tức nghĩ đến kịch bản tiếp theo lâm nghiên lấy vật nhọn trên bàn và dứt khoát đâm vào mã thành tuấn với tiếng kêu thất thanh của ôn lệ lệ và ánh mắt kiên định của lâm nghiên mã thành tuấn đau đớn gục xuống lâm nghiên cuối cùng đã trả thù nhưng sự thật lại không phải như vậy khi lâm nghiên nhìn thấy mã thành tuấn cô vô cùng xúc động và ôm chặt anh thành tuấn hôm nay em tỉnh dậy và phát hiện ra mình không nhớ gì cả không em không nhớ gì hết chuyện gì đã xảy ra vậy nhìn lâm nghiên với vẻ mặt ngây thơ vô số tội mã thành tuấn và ôn lệ lệ nhìn nhau hai người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm mã tổng không thể giấu nổi niềm vui quá tốt quá tốt rồi các vị chắc chắn rằng lòng chân thành của tôi đã làm xúc động trời cao hôn thê của tôi lâm nghiên sau một tai nạn đã hôn mê suốt ba năm và hôm nay như một phép màu cô đã tỉnh lại các phóng viên tại hiện trường đều bị cảm xúc chân thành của anh chàng này làm xúc động nhưng họ không biết rằng Mã Thành Tuấn đang rơi nước mắt vì niềm vui trước việc Lâm Nghiên mất trí nhớ. Điều này có nghĩa là mối quan hệ giữa anh và Ôn Lệ Lệ sẽ không bị lộ. Liệu sự thật có phải như vậy không? Thực ra không phải, tất cả chỉ là Lâm Nghiên giả vờ. Sau khi bị tra tấn trong bệnh viện, ý thức của cô dần dần phục hồi. Dù không thể cử động cơ thể nhưng cách cư xử thường ngày của người bạn thân khiến cô có linh cảm rằng mình sẽ bị đầu độc. Với ý chí kiên định, cô không chỉ sống sót mà còn tỉnh lại một cách kỳ diệu. Bây giờ tiếng bước chân kỳ quái dường như đang tiến về phòng cô. Do bị tra tấn trong bệnh viện một thời gian dài, Lâm Nghiên nhạy bén cảm nhận được một sự nguy hiểm. Cô thậm chí không có thời gian để thay đổi trang phục bệnh nhân và trong tình trạng hoảng loạn, cô chạy trốn trên đường phố. Lúc này, từ xa có một chiếc xe ô tô tiến lại. Cô vừa mới cản trở được xe này, ai ngờ người đó chính là sát thủ do bạn thân cử đến. Lâm Nghiên đang đứng trước tình thế nguy kịch, đột nhiên một chiếc xe máy đuổi theo, người lái chính là chàng trai từ bệnh viện trước đó. Anh ta hét lên, buông cô ấy ra nếu anh không muốn chết gã đàn ông vết sẹo trên mặt tiến lên thách thức nhưng trước khi có thể tấn công anh đã bị đánh bại một cách dễ dàng khi lâm nghiên tỉnh lại cô thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm hóa ra người đã cứu cô chính là vệ sĩ cá nhân của cha cô sau cái chết của cha dưới sự lừa dối của mã thành tuấn cô đã sao lãng và sa thải anh ta nhưng tiêu mạch đã luôn âm thầm quan sát mỗi bước đi của cô khi biết được ôn lệ lệ muốn giết lâm nghiên anh ta đã vội vã đến bệnh viện để cứu cô nhưng cô đã nhầm lẫn anh ta với kẻ xấu tiêu mạch đã tiết lộ cho cô tình hình hiện tại của tập đoàn lâm thị cùng với việc mã thành tuấn và ôn lệ lệ đã chuyển đi tài sản và giải thích tất cả mọi chuyện cho cô ngày nay tài sản còn lại của tập đoàn lâm thị chỉ còn rất ít ngay cả khi cô đối mặt với mã thành tuấn tập đoàn lâm thần chỉ còn là một vỏ trống và sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian để giành lại những gì thuộc về mình lâm nghiên chỉ có thể giả vờ mất trí giữ chặt phía đối diện để có cơ hội lấy lại quyền kiểm soát công ty và có cơ hội thu hồi tài sản đã bị chuyển đi Bây giờ, để trở lại nhà Lâm, cô liên tục rèn luyện bản thân, có một thân hình mạnh mẽ là bước đầu tiên trong kế hoạch. Còn Mã Thành Tuấn và Ôn Lệ Lệ chính là động lực lớn nhất của cô. Tôi đã trở lại, những đau khổ mà tôi đã trải qua, tôi sẽ trả lại các người gấp 10. Lâm Nghiên đã nắm lấy tóc của Ôn Lệ Lệ và nhấn cô xuống bồn cầu. Lần này cô trở về chỉ vì muốn trả thù, không ngờ người đối diện lại tự nguyện lao vào ống ngắm. Lâm Nghiên chắc chắn sẽ không chiều cô. Mã Thành Tuấn bị sốc trước cảnh tượng này. Bây giờ, Lâm Nghiên bị thù hận chi phối ý chí. Nếu Mã Thành Tuấn không đến kịp thời, có lẽ Ôn Lệ Lệ thật sự đã chết trong bồn cầu. Lâm Nghiên tỉnh lại và nhận ra mình đã mất kiểm soát, vì vậy cô đã điều chỉnh tâm trạng và mất trí nhớ một lần nữa. Trong lời nói của Lâm Nghiên, có điều gì đó ngụ ý rằng tất cả mọi chuyện đều do Ôn Lệ Lệ bày ra ở phía sau. Điều Mã Thành Tuấn sợ nhất bây giờ chính là Lâm Nghiên sẽ nhớ lại tất cả. Vì vậy, anh rất tức giận về những gì Ôn Lệ Lệ đã làm. Biết rằng tai nạn 3 năm trước hoàn toàn là do Lệ Lệ điều khiển anh đã trừng phạt cô một cách khá nghiêm khắc lâm nghiên là người thừa kế của tập đoàn lâm thị còn ôn lệ lệ cô là cái gì tôi tin rằng lâm nghiên chỉ đang giả vờ cô ấy chưa bao giờ mất trí nhớ đối với đàn ông tiền bạc là thứ họ yêu không quan trọng đối tác là ai anh ta đã lột trần bản chất của những người đàn ông vô trách nhiệm ôn lệ lệ biết rõ tính cách của mã thành tuấn nhưng cô ấy vẫn không từ bỏ và quấn lấy anh có lẽ cô ấy thật sự yêu anh hoặc không muốn phí công của mình hoặc giống như mã thành tuấn cũng chỉ vì tiền Kế hoạch chia rẽ của Lâm Nghiên rõ ràng đã thành công, mối quan hệ giữa người đàn ông và bạn gái bắt đầu có nứt nẻ. Để thể hiện lòng tốt với người thừa kế tập đoàn Lâm thị, Mã Thành Tuấn đã tìm đến bà Tam, người đã từng chăm sóc cho Lâm Nghiên. Bà Tam nghĩ rằng những điều tồi tệ mình đã làm không ai biết, nhưng Lâm Nghiên nhớ rõ như in, chỉ là lúc đó cô không thể di chuyển cơ thể mình mà thôi. Cô không ngờ sẽ gặp kẻ thù mình nhanh như vậy. Vì vậy, cô không chần chừ, đợi Mã Thành Tuấn ra đi rồi tát một cái vang vào mặt đối phương. Sau vài cái tát bà tam như bị sốc lâm nghiên mô phỏng cách đối phương đã đánh mình tung ra sự tức giận từ sâu trong lòng mình ở nhà họ lâm mà làm người hầu khuôn mặt không được trắng quá nên tô thêm màu cho cô đó là lời bà tam từng nói khi đánh lâm nghiên trước đây bà tam hiểu rằng mọi chuyện đã bị lộ cô thú nhận tất cả là do cháu gái ôn lệ lệ chỉ đạo và tiết lộ rằng ôn lệ lệ và mã thành tuấn có mối quan hệ không lành mạnh lâm nghiên đưa cho bà một triệu bảo cô nói ra mọi chuyện trước mặt mã thành tuấn trước mặt tiền bà tam cười phá lên dù đó là cháu gái ruột của mình, nhưng đâu có gì hấp dẫn bằng một triệu này. Khi nghe bà Tam nói cô có quan hệ với Mã Thành Tuấn, Ôn Lệ Lệ lao vào đánh cô. Thấy cháu gái dám đánh mình, bà Tam cũng không phải là người yếu đuối. Mục tiêu của Lâm Nghiên lần này chính là sử dụng bà Tam để gây rối mối quan hệ giữa mọi người, để tìm một lý do trở lại công ty cho mình, bởi vì suốt 3 năm qua, Mã Thành Tuấn và Ôn Lệ Lệ luôn đi lại với nhau tại công ty. Bây giờ ngay cả bà Tam cũng đang bàn tán về hai người, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ ở công ty để loại bỏ sự hiểu lầm của người khác việc trở lại công ty là cách tốt nhất nhưng điều cô không ngờ tới là không chỉ mã thành tuấn đồng ý cho cô trở lại anh ấy còn yêu cầu cô ngồi lại vào vị trí chủ tịch và quyết định mọi công việc của công ty lý do mã thành tuấn đồng ý một cách nhanh chóng là bởi anh đã sắp đặt một bẫy lớn ở công ty từ trước đối mặt với kẻ thù xảo trá cô phải trở nên thông minh hơn cả những người phụ nữ có âm mưu vì chỉ có ma thuật mới đánh bại được ma thuật bây giờ cô đã nhận lại vị trí chủ tịch như mong muốn nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy do Mã Thành Tuấn. Công ty bất động sản Đằng Phi ban đầu muốn ký kết hợp đồng với công ty, nay đã từ chối hợp tác với lý do không biết rõ về chủ tịch mới, tuyên bố chỉ muốn làm ăn với chủ tịch Mã. Nhưng nếu không thể thương lượng được mảnh đất này, công ty sẽ mất hơn 10 tỷ. Có người tức giận chửi Đằng Phi là một công ty bất động sản rác rưởi, có người than phiền muốn mời chủ tịch Mã trở lại. Điều làm người ta tức giận hơn là chú của Lâm Nghiên, lời nói của ông vừa khen vừa chê, không biết là giúp hay hại cô. Cháu gái lắng nghe chú nói, chỉ là một dự án mà thôi, chỉ làm công ty mất hơn 10 tỷ mà thôi, chú ủng hộ cháu. Lời của chú khiến mọi người tranh cãi, rõ ràng là hội đồng quản trị không muốn cô trở lại. Thấy mình ngày đầu tiên nhậm chức, cả công ty rối loạn như cháo lẻn, Lâm Nghiên buồn bã tự mình uống rượu đến say mềm. Nhưng đối với một người phụ nữ xinh đẹp như Lâm Nghiên, việc say rượu giữa đêm khuya có thể rất nguy hiểm, nhất là khi những người này là do ôn lệ lệ thuê. Mấy tên côn đồ muốn làm cho danh tiếng của Lâm Nghiên bị hủy hoại, nhưng họ không ngờ sẽ có ai đó bảo vệ cô. Tiêu Mạch rút ra 10 vạn tệ đưa cho họ. Trước khi những tên côn đồ kịp vui mừng, họ đã bị Tiêu Mạch trừng phạt. Tiền mà Tiêu Mạch đưa không phải là tiền miễn phí, đó là tiền trả cho viện phí. Tiêu Mạch tìm đến Ôn Lệ Lệ và cảnh cáo cô ta, nếu cô ta dám gây rắc rối cho Lâm Nghiên lần nữa, kết quả sẽ không khác gì việc đưa tiền cho những tên côn đồ. Lâm Nghiên tỉnh lại tại nhà của Tiêu Mạch, nghĩ về việc đã được anh ta cứu hai lần và giờ cô đang cô đơn không có nơi nương tựa, cô hy vọng Tiêu Mạch có thể giúp đỡ mình. Đồng thời hứa sẽ đưa cho anh 15% cổ phần sau khi mọi việc hoàn thành. Nhưng Tiêu Mạch lại yêu cầu 50% cổ phần, Lâm Nghiên cảm thấy anh ta đang lợi dụng cô. Ai ngờ, lúc này có một fan hâm mộ của Tiêu Mạch xuất hiện, còn là một ngôi sao nổi tiếng. Cô ấy sẵn lòng đưa cổ phần và tài sản của mình cho anh, chỉ mong muốn anh trở thành vệ sĩ cá nhân cho mình. Lúc này Lâm Nghiên mới biết được sức mạnh của Tiêu Mạch, không trách được nếu coi thường cổ phần mình đến 15%, nhưng điều Tiêu Mạch muốn không phải là tiền phần trăm 50 hoặc phần trăm 15 mà anh ấy vừa nói chỉ là một trò đùa mà anh ấy đùa với Lâm Nghiên. Anh ấy mong muốn sau khi mọi chuyện thành công, Lâm Nghiên sẽ đồng ý với một điều kiện. Những người thông minh đều biết điều kiện của Tiêu Mạch là gì, nhưng Lâm Nghiên dường như không thông minh. "Xin lỗi, tôi chỉ làm vệ sĩ cho người yêu của mình." Dù trong mắt cô, Tiêu Mạch đang diễn, nhưng cảm giác ngọt ngào này ai không yêu. Cuối cùng, Lâm Nghiên đã tìm thấy người giúp đỡ của mình và Tiêu Mạch cũng trở thành vệ sĩ cá nhân của cô. Biết Tiêu Mạch đang ở cùng với hôn thê của mình, Mã Tổng tức giận cầm lên cái vượt đánh rồi, nhưng rõ ràng anh ấy đã đánh giá cao khả năng của mình. Trước khi thấy mặt tiêu mạch, anh ấy đã bị choáng váng. Đúng là trò chơi thú vị, đánh không trúng rồi lại bị đánh như rồi. Nếu không đánh bại thì hãy để Lâm Nghiên sa thải, nhưng Lâm Nghiên cho anh biết rằng tối qua cô đã gặp kẻ xấu. Là tiêu mạch đã cứu mình, vì thế mới cho anh ấy làm vệ sĩ. Nhìn vào tiêu mạch giống như một tên sát thủ, không thể đánh bại và không thể đuổi đi, nhưng anh ấy biết rằng kẻ xấu bắt nạt Lâm Nghiên là do ai thuê. Vì vậy, anh ấy chỉ có thể chút giận lên trên ôn lệ lệ trách cứ bản thân nếu không phải vì cô ta luôn gây rắc rối, lâm nghiên làm sao lại mời tiêu mạch trở lại? Cả hai biết rằng lần trở lại này của tiêu mạch chắc chắn có mục đích, không chỉ đơn giản là vệ sĩ của lâm nghiên. Cuộc chiến giữa bốn người này, nữ tổng tài mạnh mẽ đã bất tỉnh ba năm trở lại, nhưng lại bị ban giám đốc toàn bộ phản đối, thậm chí chính người chú ruột của cô cũng vì lợi ích mà lựa chọn phản bội cháu gái. Tại cuộc họp, anh ta tỏ ra rất quả quyết, nói rằng nếu lâm nghiên không mua được mảnh đất này anh sẽ không tiếc tay đối với người nhà và yêu cầu Lâm Nghiên từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Mã Tổng đứng ở một bên, chờ đợi cơ hội chế giễu Lâm Nghiên. Vị trí chủ tịch này, anh đã quyết tâm phải giành được. Nhưng Lâm Nghiên quyết định phản đối quyết định của mọi người. Lần này cô đã chuẩn bị kỹ lưỡng, vì mảnh đất mà Đằng Phi muốn bán thực sự là một cái bẫy. Mảnh đất này có vấn đề, giữa mảnh đất có một đình chùa và người dân trong làng quyết không chịu phá bỏ. Nếu chúng ta mua mảnh đất này, chúng ta sẽ không thể xây dựng tòa nhà, coi như đã vứt bỏ hàng chục tỷ của Lâm Thị xuống biển. Hóa ra Tiêu Mạch đã điều tra dự án này từ trước. Phối cảnh của mảnh đất này rất phức tạp. Đằng Phi mua với giá rất thấp và sau đó bán lại cho Lâm Thị với giá cao. Và người điều hành thực sự đứng sau Đằng Phi chính là Mã Thành Tuấn. Nếu Lâm Nghiên mua mảnh đất, cô sẽ chuyển tiền cho anh ấy. Nếu không mua, cô sẽ bị hội đồng quản trị loại bỏ. Kế hoạch của Mã Thành Tuấn thực sự thông minh. Tiếc là anh ấy gặp phải không phải là Lâm Nghiên của ngày xưa. Còn chú ruột, là giám đốc điều hành chịu trách nhiệm cho dự án này, đã mắc một lỗi nghiêm trọng và phải bị sa thải. Vì vậy, anh ta lựa chọn đổi chiều giữa trận, chỉ trích Mã Thành Tuấn, người đang đàm phán về dự án này. Chú ruột thay đổi biểu cảm nhanh chóng hơn cả việc lật trang sách. Mã Thành Tuấn bị ông chỉ trích đến mức không biết phản ứng thế nào. Lâm Nghiên biết rằng bây giờ chưa phải là lúc đối đầu với Mã Thành Tuấn, nên cô quyết định không truy cứu trách nhiệm nữa vì không có thiệt hại nào. Tuy nhiên, lỗi này vẫn cần có người chịu trách nhiệm, và người chịu trách nhiệm tốt nhất chính là trợ lý đặc biệt của chủ tịch, Ôn Lệ Lệ. Lần này, không chỉ giữ vững vị trí chủ tịch, Lâm Nghiên còn đuổi đi người phụ nữ âm mưu. Nhưng tai họa không chỉ đến một lần với Ôn Lệ Lệ. Mã Thành Tuấn thấy rằng vị trí chủ tịch không còn hy vọng. Tiên, một chuỗi bong bóng lấp lánh bay ra từ miệng người phụ nữ, sau bức tranh đẹp đẽ này lại là một câu chuyện buồn. Người đàn ông đang tận hưởng bữa tối dưới ánh nến với hôn thê của mình, nhưng bạn gái lại gửi tin nhắn vào lúc không đúng lúc. Em đã mặc bộ đồ anh thích nhất, bây giờ em đang ở ngoài cửa phòng anh, nếu anh không đến trong 5 phút, em sẽ đi đến đó. Người đàn ông hơi hoảng hốt, anh ta lo lắng rằng cô ấy thực sự sẽ làm điều gì đó điên rồ. Vì vậy anh ta chỉ có thể nói với hôn thê rằng anh ta cần ra ngoài để gọi điện thoại cho một đồng nghiệp. Vì thiếu thời gian và thang máy quá chậm, anh ta chỉ có thể lựa chọn đi bộ lên cầu thang. Anh ta rất tức giận với trò nghịch ngợm của Lệ Lệ, vì vậy anh ta ra lệnh cho cô ấy chuyển sang một khách sạn khác, không làm phiền cuộc hẹn của anh ta với hôn thê. Mọi người nghĩ rằng người đàn ông đã đủ tồi, nhưng ai ngờ người phụ nữ còn tồi hơn. Trước yêu cầu quá đáng này, lệ lệ vẫn giúp đỡ người đàn ông cô chỉ muốn có một thế giới riêng với anh điện thoại của người đàn ông reo lên hóa ra là hôn thê đang gọi anh ta trở về lệ lệ bị anh ta bỏ lại và cô chỉ có thể nhìn anh ta chạy về phía một người phụ nữ khác thang máy vẫn rất chậm và người đàn ông vẫn phải đi bộ lên cầu thang sau tất cả những điều đã xảy ra mã thành tuấn đã mồ hôi đổ như mưa từ lâu chưa kịp phục hồi tinh thần thì tin nhắn của lệ lệ lại đến em đang ở trong phòng anh hãy đến ngay nếu không em sẽ gửi bức ảnh này cho lâm nghiên đó là một bức ảnh sexy trong phòng tắm nếu lâm nghiên thấy thì không biết sẽ thế nào mã thành tuấn lúc này thực sự muốn khóc nhưng không có nước mắt đây chính là kết quả khi đặt chân lên hai con thuyền mã thành tuấn nhẫn chịu cảm giác không thoải mái trong bụng lại một lần nữa bỏ lên cầu thang dù có người đẹp đứng trước mắt anh ta cũng cảm thấy nôn nao điều khiến anh lo lắng hơn là lâm nghiên cũng đến bên ngoài cửa thân thiện hỏi mã thành tuấn xem đã xảy ra chuyện gì nghe tiếng gõ cửa liên tục lệ lệ không muốn trốn tránh nhưng cô không thể không làm như vậy nên cô đã lặng lẽ trốn trong phòng vệ sinh và không phát ra tiếng động. Lâm Nghiên đi thẳng vào phòng, muốn xem phòng của Mã Thành Tuấn. Cô nhìn trái nhìn phải, thậm chí không bỏ lỡ cả phòng vệ sinh. Dù người đàn ông nói mùi trong đó rất khó chịu, cô cũng không ghét. May mắn thay, ngoại trừ việc có một số bọt trong bồn tắm, mọi thứ dường như đều bình thường. Hành động của Lâm Nghiên hôm nay hơi bất thường. Cô rửa tay mãi mà không xong, càng bị người đàn ông dục thì cô càng chậm. Nhìn những bọt nước bốc lên từ bồn tắm, người đàn ông trở nên hoảng loạn. Nếu tiếp tục như này thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Chỉ khi thấy không còn tiếng động trong bồn tắm, Lâm Nghiên mới lau tay xong. Cô nói với Mã Thành Tuấn rằng mình hôm nay hơi mệt và muốn về phòng nghỉ. Đáng thương cho Lệ Lệ đã ngâm trong bồn tắm cả thời gian dài đó. Nhìn dáng vẻ cô ấy giống như mệt mỏi, chắc là đã uống không ít nước xà phòng. Mã Thành Tuấn nắm lấy cơ hội để đưa cô ấy đến bệnh viện. Thấy người kia không đi cùng mình, Ôn Lệ Lệ dường như có điều muốn nói. Cuối cùng, cảnh tượng tuyệt đẹp này xuất hiện trước mắt. Ngày đằng sau khi nhìn thấy mã thành tuấn và lệ lệ trong tình trạng đối mặt lâm nghiên cảm thấy rất hài lòng bởi tất cả đều là công lao của cô cô đã biết lệ lệ ở đây từ lâu nên cũng chọn đến đây nghỉ ngơi nhưng rõ ràng lâm nghiên đã chơi quá trớn bây giờ đã đưa lệ lệ vào bệnh viện đối với cô đó không phải là một điều tốt cuối cùng với sự giúp đỡ của lâm nghiên mã thành tuấn đã thành công trong việc thoát khỏi ôn lệ lệ nguồn rắc rối lớn bây giờ anh ta có đủ thời gian để tạo ra rắc rối cho lâm nghiên lâm nghiên dùng lý do là cô chưa chuẩn bị sẵn lòng hy vọng người kia sẽ cho cô thêm thời gian. Nhưng Mã Thành Tuấn giờ đây đã không thể kiềm chế mình nữa, quan hệ giữa họ giống như một cặp vợ chồng sắp cưới. Chọn ngày không bằng gặp ngày đẹp, dù Lâm Nghiên cự tuyệt như thế nào, Mã Thành Tuấn sắp thực hiện ý định của mình. Bất ngờ, Tiêu Mạch đột nhiên xông vào và kết cục của Mã Thành Tuấn có thể đoán trước. Tiêu Mạch cảnh báo anh, nếu anh còn dám làm trái ý muốn của Lâm Nghiên, anh sẽ biến mất một cách không hay ho gì. Lý do Tiêu Mạch xuất hiện đúng lúc là nhờ chiếc báo động mà anh tặng cho Lâm Nghiên đã hoạt động. Đây là món quà cho em, em phải đeo chiếc báo động này 24 giờ một ngày. Nó được tùy chỉnh đặc biệt cho em, dù em ở đâu, anh sẽ ngay lập tức xuất hiện. Sự việc tối nay khiến Lâm Nghiên mất ngủ suốt đêm. Tiếp tục như thế này thật sự không phải là giải pháp, sớm muộn gì Mã Thành Tuấn cũng sẽ phát hiện ra việc cô mất trí nhớ. Nhìn thấy Tiêu Mạch vì lo lắng cho mình mà giữa đêm vẫn còn đứng ngoài cửa, còn anh không giấu giếm gì khi nói rằng, việc trực chờ cho người mình yêu là một việc hạnh phúc. Điều này đã khiến cô nảy ra một ý tưởng. Cô muốn Tiêu Mạch giả vờ theo đuổi mình để có lý do chính đáng giúp cô chống lại Mã Thành Tuấn, mà cô cũng không phải lộ ra việc giả vờ mất trí nhớ. Trước một cơ hội tốt như vậy, Tiêu Mạch dĩ nhiên là rất vui vẻ. Anh nói, không chỉ giả diễn, ngay cả nếu là diễn thật thì cũng không thành vấn đề. Ánh mắt quyến rũ của Tiêu Mạch khiến trái tim của Lâm Nghiên như con nai nhỏ đang loạn nhịp. Ngạc nhiên chứ? Sự ngạc nhiên của người đàn ông biến thành sự hoảng sợ. Trong nhà của hôn thê anh lại xuất hiện một người đàn ông đang khóa nút áo sơ mi. Điều này khiến anh phát điên lên với khuôn mặt biến màu xanh lá cây. Trong phòng tắm, có hai bàn chải đen và trắng giống như của một cặp đôi, khăn ướt và cả hai chiếc gối nhỏ màu hồng lãng mạn. Cảnh tượng này khiến ai cũng sẽ hoảng sợ. Cộng thêm với chuỗi sự kiện xui xẻo gần đây, không trách Mã Thành Tuấn cảm thấy mọi thứ xung quanh đều màu xanh. Từ buổi sáng, anh đã thuê 20 vệ sĩ để bảo vệ Lâm Nghiên, mong muốn sử dụng họ để thay thế Tiêu Mạch. Nhưng ai ngờ tất cả họ đều là dưới quyền của Tiêu Mạch. Nhìn thấy những người đàn ông mà anh thuê chỉ với vài lời tiêu mạch đã đuổi đi trái tim của người đàn ông cảm thấy rất tổn thương nếu không thể loại bỏ đối thủ tình yêu anh sẽ tìm cách giành lại người yêu anh đưa lâm nghiên đến cửa hàng váy cưới để thử váy cưới lâm nghiên không biết cách từ chối nên chỉ có thể giả vờ hợp tác nhà thiết kế trong cửa hàng vừa ra nhìn thấy tiêu mạch đẹp trai tưởng anh là chú rể đã đặt hẹn hôm nay vì vậy anh đã bắt anh thử bộ trang phục mới nhất trong cửa hàng khi tiêu mạch mặc xong trang phục và ra ngoài anh tình cờ gặp lâm nghiên cũng đang mặc váy cưới Hai người với vẻ đẹp và phong cách dường như đã mang hồn cho bộ trang phục lễ. Mọi người ở hiện trường đều phải thốt lên kinh ngạc trước cặp đôi nam thanh nữ tú này. Họ quả thật đẹp đến nỗi mọi người đều nói rằng họ rất hợp nhau. Trong lòng Mã Thành Tuấn một lần nữa cảm thấy bị tổn thương. Tại sao một vệ sĩ nhỏ bé như vậy lại luôn muốn cướp lấy sự chú ý của mình mỗi lúc, mỗi nơi? Còn Tiêu Mạch cũng tự nhiên tuyên chiến với anh, anh có quyền theo đuổi Lâm Nghiên, nhưng Mã Thành Tuấn hoàn toàn coi thường anh. Anh tự tin rằng Lâm Nghiên sẽ chọn ai? đó là một câu hỏi không có lời đáp đúng lâm nghiên quay về phòng vệ sinh nhưng vô tình trượt chân tiêu mạch một vệ sĩ đã nhanh chóng đỡ lấy cô mọi thứ trở nên rắc rối khi cả hai đều trở nên anh hùng cứu mỹ nhân trong không khí đó tiêu mạch dường như không thể kiểm soát mình được nữa lâm nghiên cảm thấy tiêu mạch hôm nay hành động quá đáng làm tức giận mã thành tuấn quá sớm không phải là một điều tốt vì vậy cô ấy mong rằng tiêu mạch không nên vượt qua giới hạn đồng thời cô cũng cần một khoảng thời gian để tỉnh táo bởi vì trước sự tấn công quyết liệt của tiêu mạch cô cũng khá khó để kiềm chế mình hơn nữa cô không thể làm tổn thương mã thành tuấn mối quan hệ tam giác này thực sự khó để kiểm soát khi qua đường cần phải chú ý đến sự an toàn không chỉ chăm chú vào suy nghĩ của mình không thì sẽ giống như bây giờ nếu không có vệ sĩ bên cạnh lâm nghiên có thể đã gặp nạn nhìn thấy người khác bị thương vì mình lâm nghiên cảm thấy tự trọng và đau lòng khi cô lau vết thương cho tiêu mạch và không may làm đau anh cô còn sử dụng phương pháp giảm đau bằng tay lúc này Mã Thành Tuấn vẫn không biết rằng Lâm Nghiên và Tiêu Mạch đã rời khách sạn. Anh vẫn ngây ngô mang tới bữa ăn đặc biệt cho họ, nhưng người giúp việc thông báo với anh rằng họ đã trả phòng từ sáng sớm và cả hai đều vui vẻ. Từ khi Tiêu Mạch xuất hiện, làm Mã Thành Tuấn cả ngày chỉ bận rộn giải thích cho mọi người rằng anh ta mới là hôn phu của Lâm Nghiên. Ai ngờ, khi Mã Thành Tuấn vội vã trở về, muốn tạo một bất ngờ cho Lâm Nghiên, anh lại chứng kiến một cảnh tượng đầy bất ngờ. Lý do Tiêu Mạch ở đây là vì anh ta là vệ sĩ của tôi, cần phải bảo vệ tôi 24 trên 7. Một người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng 24 phần 7, ai cũng sẽ nghi ngờ rằng đây không chỉ là mối quan hệ bình thường. Nghĩ đến bản thân mình bận rộn nhưng cuối cùng lại làm cử chỉ tốt cho người khác, anh ấy vẫn chưa từ bỏ hy vọng, mong rằng Lâm Nghiên có thể lựa chọn giữa hai người. Lâm Nghiên không muốn tiếp tục nói chuyện với anh, chỉ nói là mệt và muốn nghỉ, nhưng cô đã yêu cầu Tiêu Mạch tiếp đón khách. Nhìn thấy tình hình như vậy, Mã Thành Tuấn căm ghét Tiêu Mạch. Anh bảo rằng Lâm Nghiên là vợ anh, chỉ là hiện tại quá bận nên chưa kịp kết hôn mà thôi và cảnh báo rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp nếu làm kẻ thứ ba. Nhưng Tiêu Mạch lại chọc vào điểm đau của anh. Quan hệ giữa mọi người đã phát triển đến bước này, người nhìn biết đều có thể thấy ai và ai có khả năng, ai và ai thì không thể. Nhưng người đàn ông vì cổ phần của tập đoàn Lâm chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ. Còn phụ nữ, vì tài sản của tập đoàn Lâm đã bị chuyển nhượng, cũng sẽ không dễ dàng từ chối. Đây thực sự là một tình hình rối rắm và phức tạp. Tổng giám đốc công ty đã để mắt tới một cô gái quê mới vào làm anh ta biểu hiện sự quan tâm thông qua những nhân viên giới quyền nhưng cô gái đó không hiểu ý đồ tuy nhiên mã tổng biết hết mọi chi tiết về cô gái hóa ra mẹ cô gái đang bị bệnh nặng và cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật mã tổng đưa ra một giá cả rất hấp dẫn để cô gái suy nghĩ sự quan tâm quá mức này khiến cô gái cảm thấy sợ hãi câu nói không sợ kẻ trộm mà sợ kẻ có ý đồ đúng trong trường hợp này khi tan sở mã tổng muốn đưa cô gái về nhà nhưng bị cô gái từ chối nhiều lần điều này làm mã tổng cảm thấy không vui mã tổng biết rằng cô gái không dám từ chối vì cô ấy cần công việc này với bằng cấp không cao và mẹ mắc bệnh ung thư cô gái phải chi trả một khoản tiền thuốc khá lớn hàng tháng nếu mất việc cô sẽ mất hy vọng cô gái không có lựa chọn nào khác ngoài việc bất đắc dĩ lên xe của mã tổng không lâu sau đó ôn lệ lệ nhận được một bức ảnh đó là hình ảnh mã tổng và mối tình mới của anh ta cô gái thậm chí còn tự tin ngồi lên đùi mã tổng sự thay đổi bất ngờ này khiến mã tổng cảm thấy vô cùng hạnh phúc hôm nay sao em lại hợp tác đến vậy đã suy nghĩ lại rồi sao ai ngờ rằng cô gái cũng không phải dạng dễ đối phó vừa được ủng hộ bởi mã tổng liền bắt đầu đổi trắng thay đen lên cứ nói rằng ôn lệ lệ là một hồ ly tinh bảo mã thành tuấn sau này không được gặp lệ lệ nữa đừng nói là gặp cô ấy chỉ cần nhắc tới cô ấy anh đã thấy đau đầu nhưng vừa nói xong phát hiện ra lệ lệ đang đứng ở cửa cướp bạn trai trong lúc người khác mê mải xem tôi không đánh chết cô mã tổng lo sợ lệ lệ làm ầm ĩ nếu để mọi người trong công ty biết chuyện của mình và lâm nghiên sẽ rắc rối nhưng lệ lệ hoàn toàn không quan tâm khi thấy ai dám cướp vị trí của mình cô ấy vừa đánh vừa chửi thậm chí còn chửi tới gia đình đối phương lúc này cô gái đã tức giận dám chửi tôi à một cái tát làm cho mã thành tuấn hoàn toàn sốc cô gái bình thường hiền lành hôm nay chắc ăn phải thuốc nổ rồi ôn lệ lệ làm sao có thể chịu nhục cô không trần trừ chọn lựa phản kích giờ thì tốt rồi cơ bản mã thành tuấn không liên quan nữa phần còn lại hoàn toàn là cuộc chiến giữa các phụ nữ dù anh ta có cố gắng can ngăn, thuyết phục thế nào, cũng vô ích. Cả hai cứ đánh nhau túm tụ, rất vui vẻ. Cô gái sau cùng là người từ quê lên. Ôn lệ lệ bị đánh đến mức răng rơi đầy đất, rất nhanh, văn phòng đông đúc bởi những kẻ đứng nhìn. Lâm Nghiên cũng không bỏ lỡ cơ hội xuất hiện tại hiện trường. Thấy mọi chuyện bị bại lộ, Mã Thành Tuấn chỉ có thể xin lỗi Lâm Nghiên, nói rằng mình một lúc mê muội bị cô gái quyến rũ. Cô ấy vài ngày trước cứ tránh xa anh, hôm nay lại đột nhiên trở nên rất tích cực. Nhưng cô gái lại nói Mã Thành Tuấn đang nói dối, còn tiết lộ mối quan hệ giữa Mã Thành Tuấn và Lệ Lệ. Lúc này Mã Thành Tuấn thực sự hoảng hốt, chỉ biết giải thích mình và Lệ Lệ là trong sạch. Khi thấy Mã Thành Tuấn phản bội mình, Ôn Lệ Lệ cảm thấy tuyệt vọng. Cô không còn e sợ gì nữa, nói ra tất cả những chuyện xảy ra giữa cô và Mã Thành Tuấn suốt 3 năm qua. Hơn nữa, cô luôn nghi ngờ rằng Lâm Nghiên từ đầu đến cuối đều đang giả vờ không biết gì. Vì vậy, cô cũng tiết lộ lý do mình phản bội Lâm Nghiên. Mặc dù trước đây Lâm Nghiên đã rất chăm sóc cô, nhưng trong mắt cô, tất cả chỉ là sự giả tạo của người giàu. Nếu không thì tại sao chỉ cho cô làm một công việc nhỏ như tiếp tân? Không ngờ người bạn thân mình đã giúp đỡ lại có một tâm hồn hẹp hòi đến thế, thật sự là đã dẫn sói vào nhà. Tôi nói cho cậu biết, Lệ Lệ, tệ nhất của một người không phải là không biết ơn, mà là đền ơn bằng cách trả thù. Mọi chuyện đã đi đến đây, không còn gì để nói nữa. Lâm Nghiên đã nắm giữ tình hình, nên cô ấy cũng lén lút nói sự thật cho Lệ Lệ biết, cậu nghĩ chỉ cần dựa vào vẻ đẹp mà có thể có được mọi thứ sao? Nhưng Mã Thành Tuấn chỉ yêu tiền, không yêu cậu. Và cậu đã đoán đúng, tôi nhớ mọi thứ, lần này cậu đã thất bại hoàn toàn. Thực ra từ đầu, từ ngày cô can thiệp vào mối quan hệ giữa Lâm Nghiên và Mã Thành Tuấn, cô đã thua rồi. Thực tế những gì xảy ra hôm nay không phải là sự ngẫu nhiên. Từ ngày đầu tiên Mã tổng bắt đầu quấy rối cô gái, Lâm Nghiên đã biết. Cô tìm đến cô gái và tìm hiểu hết mọi chuyện, biết rằng Mã Thành Tuấn đang sử dụng bệnh của mẹ cô gái để đe dọa. Do đó, cô đã tìm một bác sĩ giỏi nhất để phẫu thuật cho mẹ cô gái và cô gái cũng tự tìm đến Mã Thành Tuấn, diễn một vở kịch như thế. Đó vừa là cách để trả ơn Lâm Nghiên, vừa giúp đỡ bản thân mình. Tuy nhiên, mọi chuyện này không gây ra ảnh hưởng gì đối với Mã Thành Tuấn, vì anh ta chính là một kẻ xấu xa từ đầu đến cuối. Do đó, anh ta chọn cách này để xin lỗi, với một người đàn ông thành công như tôi, những cám dỗ xung quanh thực sự quá nhiều. Giống như trong bụi hoa, tôi là bông hoa có nhiều mật nhất, những con ong và bướm đều đổ về phía tôi. Tôi có thể chống lại một con nhưng tôi không thể chống lại cả một đàn diễn giải từ xấu xa một cách xuất sắc như vậy mã tổng thực sự là một tài năng nhưng lâm nghiên làm sao có thể tha thứ cho anh ấy được ôn lệ lệ người giờ phải sống trên đường thậm chí không có tiền để trả tiền rượu nhưng lâm nghiên không trách móc đã cho cô một khoản tiền vào lúc quan trọng và hy vọng cô sẽ có một cuộc sống mới ôn lệ lệ là người thông minh cô biết mục đích của lâm nghiên là muốn sử dụng chính sách thu hút từ cô để có được bằng chứng về việc mã thành tuấn chuyển tài sản vì vậy cô không cảm ơn người khác thậm chí đã làm khó Lâm Nghiên. Thực sự, Lâm Nghiên cũng vậy, cô muốn có bằng chứng, nhưng cô cũng hy vọng Lệ Lệ sẽ thay đổi. Nhưng Ôn Lệ Lệ đã gọi điện cho Mã Thành Tuấn và nói với anh ta tất cả mọi thứ về việc Lâm Nghiên tìm cô. Bây giờ, trái tim của Ôn Lệ Lệ đã bị sự thù hận chiếm hữu. Dựa vào bằng chứng mà Ôn Lệ Lệ cung cấp, Tiêu Mạch và Lâm Nghiên bắt đầu sắp xếp. Mặc dù những bằng chứng này có rất nhiều lỗ hổng, nhưng với những người chuyên nghiệp, chỉ cần theo dõi và điều tra là đủ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Lâm Nghiên tổ chức một cuộc họp khẩn cấp trong cuộc họp cô liệt kê tất cả các tội ác của mã thành tuấn nhưng mã thành tuấn không hề hoảng loạn chỉ ngồi đó và xem như một trò đùa đối mặt với sự tấn công của lâm nghiên anh ta tỏ ra tự tin người làm chứng mà bạn nói không phải là cô ấy chứ ôn lệ lệ tỏ ra rất vô tội cô nói rằng sau sự kiện mã thành tuấn đã phản bội lâm nghiên đã giữ mối hận trong lòng và tìm đến cô để làm chứng giả không thể nuôi dạy một con chó hoang sao cho nó ngoan ngoãn bởi bạn không biết nó sẽ cắn bạn vào ngày nào lâm nghiên thực ra đã biết từ lâu Lệ Lệ sẽ không giúp cô một cách dễ dàng như vậy. Vì vậy, cô cũng đã chuẩn bị trước. Cô đã tìm thấy bằng chứng về việc Mã Thành Tuấn đã chuyển tài sản. Bằng chứng thật sự. Đúng, đây thực sự là bằng chứng về việc chuyển tài sản. Nhưng nếu cô nghĩ rằng Mã Thành Tuấn sẽ chắc chắn gặp rắc rối lần này, thì cô đã lầm lớn. Bởi vì anh ấy đã có kế hoạch vàng điếc thoát xác từ lâu. Từ nay về sau, chỉ cần em ký hợp đồng thay anh là được. Em là người anh tin tưởng nhất. Của anh là của em. Trong tương lai, Số tiền này sẽ thuộc về chúng ta. Anh ta không chỉ lừa Ôn Lệ Lệ ký hợp đồng thay mình, mà còn quay lại cảnh đó bằng camera giám sát. Còn Mã Thành Tuấn, người đang đi công tác ở nước ngoài, tự nhiên đã có bằng chứng hoàn hảo cho việc anh ta không có mặt tại hiện trường. Người giả mạo chữ ký và chuyển số tiền lớn của công ty là Ôn Lệ Lệ. Chúng ta nên báo cảnh sát bắt cô ấy. Ôn Lệ Lệ đáng thương này còn quá non nớt. Cô nghĩ mình có thể hưởng lợi từ cuộc chiến giữa hai bên, nhưng cuối cùng đã mất cả chồng lẫn bạn, không chỉ không kiếm được một đồng nào cô còn phải gánh trách nhiệm cho người khác. Trước kia thực sự đã coi thường Mã Thành Tuấn, luôn nghĩ anh ta chỉ là một nhân vật hài trong bộ phim này. Nhưng hóa ra anh ta mới chính là boss cuối cùng trong bộ phim. Lâm Nghiên, Ôn Lệ Lệ và cả Mã Thành Tuấn, không ai trong số họ là dễ đối phó. Bây giờ, Mã Thành Tuấn cũng không còn giữ bí mật trước Lâm Nghiên nữa, cô thật sự nghĩ tôi tin cô mất trí nhớ sao? Cuộc sống giống như một vở kịch, tất cả đều dựa vào khả năng diễn xuất. Cô giả vờ mất trí nhớ trước tôi không phải chỉ để ép tôi trả lại số tiền mà tôi đã trộm sao? Cô đã tính toán mọi thứ, nhưng bạn không tính đến việc tôi đã tìm ôn Lệ Lệ, một cô gái ngốc nghếch và ngây thơ để làm bia đỡ đạn. Những gì Mã Thành Tuấn nói là sự thật. Bây giờ, chỉ cần anh ta công khai rằng tài sản của Lâm Thị đã được chuyển đi từ lâu, cổ phiếu của Lâm Thị sẽ giảm mạnh. Lúc đó, Lâm Thị không còn bất kỳ vốn nào, sẽ hoàn toàn bị phá sản. Người đàn ông thừa nhận đã mượn danh tính của người khác, nhưng lại không chịu tiết lộ danh tính thật của mình và thậm chí còn tuyên bố danh tính của mình rất đặc biệt lý do như vậy rõ ràng không đứng vững nghi ngờ của mã thành tuấn không phải không có cơ sở nhưng tiêu mạch vẫn cứng đầu như trước thực ra lâm nghiên không hề tin vào tiêu mạch câu trả lời của cô chỉ là để khiến mã thành tuấn rời đi vì cô muốn hỏi rõ ràng một mình cô nhận ra mình không hề biết gì về người đàn ông mà cô đã ngủ cùng mỗi đêm bởi vì vào buổi sáng sớm cô đã nhìn thấy một tin nhắn từ tiêu mạch có người yêu cầu anh quay trở lại tập đoàn minh đức và minh đức chính là kẻ thù truyền kiếp của lâm thị Bây giờ, cô không thể không nghi ngờ rằng người đối diện là đối tác của Minh Đức đến để làm sụp đổ Lâm thị. Mã Thành Tuấn đã mua lại phần lớn cổ phiếu của Lâm thị và người cung cấp vốn cho anh ta chính là Minh Đức. Rõ ràng, Tiêu Mạch đã biết về những sự kiện này từ trước, nhưng anh vẫn không tiết lộ danh tính thật của mình. Điều này khiến cho người phụ nữ đã bị tổn thương nhiều lần trước đó khó có thể tin tưởng anh nữa. Biết được Tiêu Mạch đã rời đi, Mã Thành Tuấn một cách háo hức muốn chiếm đoạt Lâm Nghiên, anh ta muốn Lâm Nghiên trở về bên mình, cung cấp cho cô cơ hội trở thành Mã phu nhân đối mặt với sự quấy rối của mã thành tuấn lâm nghiên muốn gọi cảnh sát lâm thị không chỉ là tài sản mà cha cô đã xây dựng mà còn là nơi duy nhất lâm nghiên có thể dựa vào mã thành tuấn đã chính xác nhận biết được suy nghĩ của cô đến đây massage chân cho chồng cương đi mặc dù lâm nghiên cảm thấy rất bất lực nhưng cô vẫn giữ vững nguyên tắc của mình mã thành tuấn hiện đã mất đi lương tâm và phẩm hạnh đối diện với người yêu đã từng giúp đỡ mình anh ta không hề thể hiện một chút lòng thương xót nào thậm chí muốn xâm phạm những gì còn lại của phẩm hạnh cô giá như tiêu mạch có ở đây thì tốt biết mấy tiêu mạch đang làm gì bây giờ anh ta đang bận rộn với việc đối phó với mã thành tuấn mã thành tuấn cũng nhận được một cuộc gọi cổ phiếu mà anh ấy muốn mua đã bị người khác mua mất tin tức tiếp theo còn tồi tệ hơn minh đức không còn hỗ trợ anh ta nữa và yêu cầu anh ta trả tiền ngay lập tức nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ đến người ngồi trên chiếc ghế đó không phải là ai khác chính là tiêu mạch mã thành tuấn không bao giờ nghĩ đến việc dưới sự chỉ đạo của minh đức mà mua lại cổ phiếu của lâm thị giờ đây lại bị minh đức thu hồi khiến anh ta phải đối mặt với khoản bồi thường lớn anh ta đã năn nỉ tiêu mạch tôi không cần lâm nhiên nữa tôi sẽ trao lâm nhiên cho anh nhưng anh không ngờ rằng điều này đã làm tổn thương lòng tự trọng của tiêu mạch lâm nhiên là người phụ nữ mà tiêu mạch yêu nhất không phải là một món hàng và chắc chắn không thể cho phép mã thành tuấn xúc phạm như vậy nên anh đã từ chối tất cả yêu sách của mã thành tuấn hóa ra tiêu mạch chính là người thừa kế của tập đoàn minh đức cha của tiêu mạch đã yêu cầu mã thành tuấn mua lại cổ phiếu của lâm thị nhưng để cứu Lâm Thị, Tiêu Mạch đã mua lại cổ phiếu trước mã Thành Tuấn. Như vậy, Mã Thành Tuấn đã bị cha con Tiêu Mạch lừa dối. Tiêu Mạch đã cứu Lâm Nhiên, nhưng anh cũng đã phải trả giá, đó là việc trở lại và tiếp quản tập đoàn Minh Đức. Mã Thành Tuấn, sau sự xúc phạm lớn này, chắc chắn sẽ không dễ dàng từ bỏ, bởi vì khi bị thúc đẩy vào chân tường, kể cả con chó cũng sẽ nhảy lên cắn. Chủ tịch nữ mặc váy cưới xông vào đám cưới của nhân viên nam, cưỡng hôn chú rể tại hiện trường và kéo tay anh ta rời khỏi nơi đó chỉ để lại cô dâu sắp cưới một mình trong tình trạng lộn xộn. Thời gian quay lại vài ngày trước, Mã Thành Tuấn khi không còn lối thoát đã mạo hiểm bắt cóc hôn thê của mình, sau đó tống tiền Tiêu Mạch. Tiêu Mạch tuân theo yêu cầu của đối tác, hy vọng anh ta sẽ giữ lời hứa. Nhìn vẻ mặt xấu xa của Mã Thành Tuấn, rõ ràng anh không chỉ muốn tiền. Anh ta còn muốn trừng phạt kẻ đã gây ra tai hại cho mình. Nhưng anh ta đã coi thường Tiêu Mạch, người có nguồn gốc từ quân đội đặc biệt và đã biến một nhóm người thành một đám thực vật. Tuy nhiên, Mã Thành Tuấn không hề hoảng loạn vì anh ta có lâm nghiên làm quân bài quan trọng anh ta muốn tiêu mạch quỳ gối trước mình để bảo vệ người phụ nữ anh yêu tiêu mạch chỉ có thể làm theo nhưng làm sao có thể xóa bỏ hận thù trong lòng của mã thành tuấn mọi người ném vỡ những chai đã chuẩn bị từ trước chỉ khi tiêu mạch có thể bò qua những mảnh kính vỡ anh ta mới thả lâm nghiên đi vì người mình yêu tiêu mạch không chút do dự quỳ xuống anh ta cắn chặt răng chịu đựng nỗi đau từng bước một tiến lên nhìn vào ánh mắt không sợ hãi của đối tác mã thành tuấn lại thất hứa anh tiếp tục tra tấn đối tác, biến tình yêu của mình thành biến thái. Nhưng khi thấy ý chí không khuất phục của đối tác, anh trở nên hoàn toàn giận dữ. Lâm Nghiên không chịu nổi tiêu mạch phải chịu thêm đau đớn vì cô, nên cô đứng ra giữa hai người. Lúc này, những người dưới trướng của tiêu mạch cũng đến hiện trường, giải cứu cả hai. Thấy tình hình không tốt, Mã Thành Tuấn lợi dụng lúc hỗn loạn để trốn thoát. May mắn là không có ai truy đuổi sau, cuối cùng anh đã trốn thoát. Nhưng tai nạn luôn đến một cách bất ngờ, người va vào anh không phải là người khác, chính là ôn lệ lệ. Tôi cũng không để cho anh sống yên đâu. Ôn lệ lệ đã điên lên sau nhiều cú sốc, còn Mã Thành Tuấn cũng bị cô đâm thành người thực vật. Đây là hậu quả của những việc tự họ gây ra, giờ đây chỉ có thể nuốt trôi trái đắng khó chịu này. Mọi thứ đã kết thúc, Tiêu Mạch cũng nói lý do anh đổi tên, vì cha anh rất tệ với mẹ anh, mẹ anh mất vì bệnh và cha anh tái hôn, anh ghét cha mình nên đã đổi tên. Nhưng lần này, để giúp Lâm Nghiên, anh phải nhờ đến sự giúp đỡ của cha mình, hứa sau khi mọi chuyện xong sẽ không xen vào lâm thị và phải trở về tiếp quản minh đức giờ đây lâm nghiên đã lấy lại lâm thị tiêu mạch cũng đến lúc phải thực hiện lời hứa vì cha anh đã chuẩn bị một cuộc hôn nhân cho anh chú rể anh có muốn cưới cô gái đối diện này không sống cùng nhau mãi mãi không muốn anh không được cưới người phụ nữ khác khi thấy cô gái của mình vì tình yêu mà điên cuồng chạy đến trái tim lạnh lẽo của tiêu mạch đã hoàn toàn tan chảy em yêu anh anh muốn cưới em không người anh muốn cưới chỉ có mình em cuối cùng Tiêu Mạch đã chọn tình yêu, nắm tay Lâm Nghiên rời khỏi hôn lễ. Lâm Thị và Minh Đức từ nay không còn là kẻ thù, hai người cũng cuối cùng hạnh phúc bên nhau. Như vậy phim đến đây là hết rồi, nếu hay hãy để lại một bình luận về phim cho Janice Review biết nhé.